Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục thanh trang, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cự Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6, mùng 10 tháng 5 2019 Dow Jones, 25.942.37, with today trừ 2.12% và year đây cộng 11.21%. Nasdaq, 7.916.94, with today trừ 3.03% và year today cộng 19.32%. S&P 500, 2.881.40, with today trừ 2.18% và year today, cộng, cộng 14.94%. Giá vàng là 1286 đô la 70 cent một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ sáu mùa 10 tháng 5 2019. Giá dầu thô 61 đô la 74 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu mùa 10 tháng 5 2019. Giá xăng 2 đô la 872 một gallon căn cứ dự kiện từ công ty AAA thứ sáu mùa 10 tháng 5 2019. 1 đô la Hoa Kỳ tương đương 0.8898 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ sáu mùa 10 tháng 5 2019 tương đương với 0.7693 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.82 đồng Doan Nhân Dân Tệ Trung Quốc, tương đương với 109.94 đồng Yen của Nhật Bản, tương đương với 65.08 của đồng Robo của Nga, tương đương với 1.34 đô la Gia Nó Đại, tương đương với 1.43 đô la Úc Đại Lợi. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 9 tháng 5 2019 30 năm cố định là 4.1% và 15 năm cố định là 3.57%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 4 tháng 5 2019 có 228.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 2.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 218 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 27 tháng 4 2019 Mỹ có 1 triệu 684.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 13.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 4-2019 đã cung cấp 263.000 việc làm mới, vượt xa sự kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Sự thuê mướn nhân công rất mạnh trên phần lớn các khu vực kinh tế, đặc biệt khu vực phục vụ doanh nghiệp đã cung cấp 76.000 việc làm, xây cấp 33.000, y tế 27.000. Tỷ số thất nghiệp của tháng 4 xuống mức 3.6% là mức thấp nhất trong gần một nửa thế kỷ hay 49 năm kể từ năm 1969. Lương trung bình của dân Mỹ tăng khoảng 3.4% so với năm trước. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam các nguyệt đầu tiên tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố ngày thứ Sáu 26 tháng 4 là cộng 3.2% là một tỷ số phát triển kinh tế rất mạnh của Mỹ vượt xa sự kỳ vọng. Theo lịch sử của tổng sản lượng nội địa GDP, tỷ số GDP của Tam các Nguyệt đầu năm thường rất thấp. Trong 3 tháng đầu của năm 2019, mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn như thứ nhất, chính phủ đóng cửa, thứ nhì, thời tiết khắc nghiệt, thứ ba, hãng Boeing đã bị hai tai nạn với phi cơ 737 MAX, thứ tư, sự lo sợ về cuộc chiến bộ dịch căng thẳng, thứ năm, tiền giảm thuế trước đây đã dần dà phai nhạt theo thời gian. Khó khăn như vậy mà tỷ số GDP vẫn 3.2% đã chứng tỏ rằng chính sách phát triển kinh tế của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông đã thành công vĩ đại đúng như lời ông đã hứa khi ra tranh cử. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đi xuống. Chỉ số Dow Jones giảm trừ 2.12%, Nasdaq giảm trừ 3.03%, và S&P 500 giảm trừ 2.18%. Riêng ngày thứ Sáu 10 tháng 5, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.27%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 1.01%, London FTSE 100 giảm trừ 0.06%, Shanghai Composite tăng cộng 3.10%, và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.72%. Cùng ngày thứ sáu mùng 10 tháng 5, Dow Jones đã tăng 114.01 điểm hay cộng 0.44%. Chỉ số Nasdaq tăng cộng 0.08% và S&P 500 tăng cộng 0.37%. Tuần này giá dầu thô đã giảm xuống còn 61 đô la 74 cent một barrel. Mỹ đang tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và cấm vận tại Iran, North Korea đã tạo thêm sự căng thẳng cho chính trường tại Mỹ và thị trường dầu trên thế giới. Đồng đô la tuần qua xuống giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu và với đồng yen của Nhật, nhưng lại lên giá so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, với đồng dân Nhân Dân Tệ Trung Quốc, với đồng rúp của Nga và so với đồng đô la của Úc Đại Lợi, nhưng lại không thay đổi so với đồng đô la của Gia nở Đại. Giá dầu thô đang ở mức 61 đô la 74 cent một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 872 một gallon. Giá vàng ở mức 1.286 đô la 70 cent một ounce hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 5. Lãi suất mortgage xuống mức 4.1% cho 30 năm cố định và 3.57% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc trong tháng tư nói chung chậm chạp so với năm trước và hy vọng sẽ được cải thiện trong mùa xuân này kinh tế thế giới. Hoa Kỳ đang leo thang trong cuộc chiến mậu dịch với Trung Quốc, cho gia tăng thuế mậu dịch áp dụng cho 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc xuất cản qua Mỹ sau nhiều giờ thương thảo tại Washington đã không đem lại kết quả. Thuế mậu dịch của Mỹ nhằm gia tăng từ 10% lên 25%, có hiệu lực vào lúc 12 giờ 01 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày thứ Sáu. Trung Quốc cho biết họ sẽ trả đũa lại về vấn đề này. Hôm thứ Năm, mùng 9 tháng 5, một phái đoàn thương nghị cao cấp của Trung Quốc được hướng dẫn bởi Phó Thủ tướng Liu He đã đến tại văn phòng đại diện mùa dịch tại Washington DC để thương nghị. Tổng thống Donald Trump và Tổng trưởng Ngân khố Mnuchin có tuyên bố qua tuyết rằng cuộc thương nghị có tinh thần xây dựng. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua Xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thành Đổng tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc at sbtn.tv Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.